Ngày 19 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm. Sau phần trình bày quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung đối với bị cáo Trương Mỹ Lan là tử hình về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Bộ Luật Hình sự năm 1999. Theo đại diện Viện Kiểm sát, cho vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chủ mưu, cầm đầu gây ra hậu quả nghiêm trọng cho vụ án đặc biệt lớn là hơn 498.000 tỷ đồng, sau khi trừ đi các tài sản đảm bảo đã được công ty định giá Hoàng Quân định giá. Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi, khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Do đó, cần nghiêm trị đối với bị cáo này, cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội. Bị cáo Junaki Eric, Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan bị đề nghị 11 đến 12 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Bộ Luật Hình sự năm 1999. Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu Trương Mỹ Lan bị đề nghị 19 tới 20 năm tù về tội tham mô tài sản. Các bị cáo là cựu lãnh đạo ngân hàng SCB như là Bùi Anh Dũng, Đinh Văn Thành đang trốn truy nã. Võ Tấn Hoàng Văn bị đề nghị mức án chung thân. Theo Viện Kiểm sát, các bị cáo này phạm tội có tổ chức, phạm tội hai lần trở lên và dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra, cựu cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước, theo đại diện Viện Kiểm sát đã nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu đô la Mỹ để chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, không đúng thực trạng tài chính của SCB. Bao che, bưng bít sai phạm của SCB, cần cách ly vĩnh viễn bị cáo này ra khỏi xã hội. Từ đó đề nghị với mức án chung thân về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, bị đề nghị 14 đến 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, các bị cáo Phạm Thu Phong, Lưu Quốc Thắng, Nguyễn Văn Du bị đề nghị mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 4 năm tù. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị mức án đối với 5 bị cáo đang bị truy nã và được xét xử vắng mặt. Cụ thể, bị cáo Trầm Thích Tồn, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, bị đề nghị 15 tới 16 năm tù. Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, bị đề nghị 16 tới 17 năm tù. Bị cáo Nguyễn Cao Trí bị đề nghị 10 tới 11 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.